ainsi Souvenir du Vietnam, une création de la troupe artistique de l'Union des jeunes Vietnamiens de France en trois tableaux. Le Vietnam éternel, image de jeunes filles guerrières, danse traditionnelle. Le Vietnam traditionnel, image de cours avec mandarins et généraux, danse contemporaine. Le Vietnam d'aujourd'hui, image d'un marché animé, danse contemporaine et percussion. Thờ tổ tiên, nhớ lại những hình ảnh của thời xa xưa, hình ảnh của một viên quan đương triều, hình ảnh mờ nhạt của một nàng cung nữ, và gương mặt tràn đầy hy vọng của một nàng dâu, rồi dáng đăm chiêu của một nhà hiền triết với những hiểu biết bị lãng quên. Tôi còn nhớ nét tài hoa của một người nghệ sĩ cung đình và vẻ oai phong còn sống mãi với thời gian của một vị hoàng tử, đó chính là những anh hùng quá khứ giờ đã hồi sinh. Thank you.
đội đầu cũng trở nên sống động khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên.